Dương hả? Anh Long nè. Chào em. Lâu rồi không được gặp em. Sao lại là anh? Vậy em nghĩ là ai? Là người tôi đang đợi. Hóa ra em không muốn gặp anh thiệt hả? Thế anh vẫn nghĩ là tôi muốn gặp anh à? Anh biết anh có lỗi với em, nhưng mà thực chất anh không muốn như vậy. Hay là em sợ? Đúng, tôi rất sợ. Tôi sợ bị người yêu tôi hiểu lầm. Người yêu tôi hay ghen lắm. Thôi nào, đừng cố đánh lừa anh nữa. Em vẫn một mình đúng không? Anh làm cái gì đấy? Này, anh nhầm rồi. Cô ấy không ở một mình đâu. Mà cô ấy nói đúng đấy, tôi rất hay ghen. Đi thôi em. Dương này. Dạ. Vừa rồi tôi giúp em, hay là phá hoại việc riêng của em đấy? Là anh giúp. Vận may rồi. Anh gửi xe xong rồi ạ? Đưa anh xách cho. Thôi em xách được mà. Đưa đây cho anh. Tay em vẫn đang đau mà. Mình lên đi. À này. Anh qua phòng bác sĩ một chút. Em cứ lên với Quân trước đi. Giờ này chắc nó đang ngủ đấy. Đừng ngại nhé. Kệ. Mình cứ vào. Nó đang bị thương, làm sao mà bắt nạt được mình chứ? Đi đâu rồi? Không sợ nữa à? Điên à? Này Quân ơi, đây này Quân ơi, Quân ơi. Nhai bé ơi, làm người ta cười đau hết cả mặt. Mà mặt thì đang lên ra non. Vui lắm đấy mà cười, đồ thần kinh. Có cái này mà cũng sợ à? Đúng là cái đồ gái già đóng bìm nhé. Đồ vô ơn, không biết là ai cứu mình à? Nhìn gì? Cảm ơn ngài bé nhé. Bỏ qua đi, coi như là tôi xui xẻo. Này, lúc tôi sắp ngất đấy, thấy nhái bén ló mặt vào lay lay tôi. Biết tôi nghĩ gì không? Biết chết liền đấy. Thế tôi nói luôn để cho chết nhé. Nói thử xem. Này, tôi nghĩ là nhất định chúng ta có duyên đấy. Ơ.
Chú vừa để lỡ chuyện gì à? Dậy đi. Còn nằm ở đấy làm nũng ai nữa? Hả? Cháu làm nũng ai, kệ cháu. Nhái bén, kéo tôi lên với. Ôi giời. Đứng lên. Trông thế mà khỏe phết nhỉ. Cất cho anh. Thằng quỷ. Con của hộ lý đang làm loạn lên vì không thấy mặt nạ đâu kia kìa. Dương này. Dạ. Nó lại vừa trêu em đấy à? Em thông cảm nhé. Thằng này mà không quậy phá là nó buồn chân buồn tay, không chịu được đâu. Ê chú này. Đây, phần của nhóc đây. Thế này mà cũng mua đến thăm người bệnh đấy à? Không ăn thì thôi, đưa đây. Cái này hơi bị bổ cho bệnh nhân đấy chú ạ. Anh đã bảo rồi mà, thằng này chỉ thích làm tội em thôi. Nghe có vẻ cháu anh này lặn rồi đấy. Còn dọa ma được người khác rồi cơ mà. Ở bệnh viện làm gì cho tốn diện tích. Thế nào, đã muốn xuất viện chưa? Chú làm thủ tục cho. Để cho cháu tư duy cái đã. Này, nhái bén, nếu đây nằm viện, có vào thăm nom nữa không? Đến cái gì? Gọi bằng chị mau. Trông cái mặt này mà đòi gọi bằng chị à? Vô lý không hả chú? Gọi bằng thím nghe còn có lý hơn chú nhỉ? Quân này. Dạ. Có khi chú phải xem lại kết quả xét nghiệm thôi. Có chấn thương sọ não không? Mà nói luyên thuyên quá rồi đấy. Ê, chú này. Hai người cứ mắng cháu đi. Nhưng mà chắc trong bụng hai người chả sướng âm ỉ rồi chứ. Luyên thuyên. Cháu cho cô ạ. Cháu cho bác ạ. Ông, mẹ. Con còn nhớ mẹ là mẹ của con nữa à? Thằng hư đốn. Cậu đẩy nó đến nước này, cậu hài lòng chưa? Kìa mẹ. Hơi tí là mẹ cứ rối rít hết cả lên. Chả liên quan gì đến chú ấy cả. Mình đi thôi em. Em lên nhà đi. Anh không sao chứ? Tôi không sao đâu. Tôi quen rồi. Tôi đi nhé. Dạ. Bye bye. Này, có vấn đề gì thì cứ hỏi thẳng tôi. Bây giờ lại còn có thời gian tò mò vào việc của người khác à? Đâu có, tôi đâu có rảnh rang nhai đấy đâu. Cô nói cái gì? Cô vừa nói cái gì hả? Cô nói rõ ra xem nào, ý cô là gì? Chị Nguyệt, thế tại sao lúc nào chị cũng tìm cách gây chuyện cà khịa với người ta thế là sao? Tình thương mến thương gớm nhỉ. Anh đã nhận được cái gì từ cô ta nào? Này, ai cũng nghĩ như chị. Mà chị làm sao thế? Tôi chả làm sao cả.
Thấy thế nào thì tôi nói thế thôi. Thời buổi này ếch nhái lại cứ thích nhảy lên làm người. Chị ấy bảo em là ếch hay anh là nhái nhỉ? Anh quan tâm đến chị ấy làm gì? Có phải là Dương cũng quan tâm tới anh? Em quan tâm anh như bao người sống ở khu này thôi. Cậu đẩy nó đến nước này, cậu hài lòng chưa? Thưa mẹ. Thế là thế nào nhỉ? Làm cái gì mà mặt nhiều như quả táo tàu thế kia? Chẳng thì chú buôn bán gì cả. Làm anh phải trốn chồng ra đây để tán chuyện với chú đấy. Em ơi, cho chị thêm một ly chanh tươi nữa nhá. Vâng ạ. Thế nào? Báo cáo đi. Vụ hẹn hò trong bệnh viện có ổn không? Đi thăm người ốm thôi mà, có gì mà ổn nữa chẳng không? Chú mà còn nói chuyện kiểu đó, anh bỏ về đấy nhá. Tốn thời giờ vàng ngọc ra đây để nghe chú giả bộ đoan trang à? Thì không ổn. Sao? Tình hình thế nào? Chả biết nữa. Vừa vào viện được một lúc thì người nhà anh đi đến, sau đấy đi về luôn. Ồ, hay rồi đây. Không phải họ định cho chú ra mắt gia đình luôn đấy chứ? Làm gì có. Nhưng anh ấy rất lạ. Lúc người nhà anh ấy đến, bố và chị dâu đối với anh ấy khác lắm. Có cái gì đó rất không bình thường. Không bình thường là dư là biết chết liền. Anh chỉ linh cảm thế thôi. Sau đấy anh ấy đưa thẳng về nhà, chẳng nói chẳng rằng, rồi đi cả đêm không về. Đừng nói với anh là chú thức cả đêm để đợi chàng đấy nhá. Hóa ra anh cũng thiết kế nhà hàng này. Cũng giống như em thôi. Em đi khắp nơi để viết bài. Còn anh đi khắp nơi để xây dựng. À này, em có muốn tham quan một chút không? Mình đi. Nhỏ bé, thế nên anh mới bị giấm dú cho em đến mấy lần. Như chú Thụ nói, như vậy gọi là hữu duyên đấy. Dương này, có thật là như vậy không? Thật gì ạ? Chuyện chiều nay em nói với Quân ấy, có đúng là trong mắt em anh chẳng có gì là ghê gớm? Tại lúc đấy cháu anh cứ trêu em. Vậy nghĩa là anh có gì à? Dương này,
Anh nghĩ là thực sự chúng mình có duyên với nhau đấy. Ngay bây giờ á? Được rồi, cứ bình tĩnh, chú sẽ đến ngay nhé. Đi em, đi với anh. Đi đâu ạ? Đến nơi em sẽ biết. Nào. Hay quá, đây là ván cuối rồi, chắc thắng nên ạ. Cháu anh đúng là giỏi thật đấy. Ngay mà trường kiểu gì cho tao. Về đi. Tôi đang buồn nẫu ruột. Thôi bây giờ đi ăn đi, tôi mời. Chị Dương, lại gặp chị ở đây, bất ngờ quá. Chào hai em, cũng đến ủng hộ Quân à? Vâng. Chán quá, tháng 10 mưa rồi, sao lại thế nhỉ? Anh này, có gì là tuyệt đối đâu. Anh ra chỗ Quân xem thế nào nhé. Dạ. Bình thường thì tanh tưởi, mấy cơ này đối với nó thì quá muỗi. Hình như lúc nãy nó bị làm sao ấy. Anh còn đứng đấy mà phân tích à? Ra an ủi bạn anh đi. Tưởng hôm nay cả bọn được ăn uống một bữa tưng bừng, hóa ra lại phễu. Mày làm sao đấy? Này, đồ điên, định buồn đây à? Vui lên. Này này, đừng tưởng trốn tránh mà dễ nhá. Quân, vì sao? Vì sao thế? Tôi hỏi lại cậu, vì sao? Do cháu hồi hộp quá. Tôi hỏi, ai đã làm cho cậu phân tâm?
Đi với tôi. Có chuyện gì thế nhỉ? Chắc lại hỏi han gì thôi. Thôi, bọn em cũng đi đây. Chắc giờ nó cũng chẳng có tâm trạng mà gặp ai đâu. Chào anh chị ạ. Em chào anh chị. Đi thôi. Đi nhá. Hai em đi nhá. Dương này. Ra đây với anh một lát nhé. Dạ. Ông ấy là chủ khu nhà vườn này. Sao anh biết là em đang nghĩ về ông ta? Ông ấy là người tổ chức những giải bia không chuyên thường niên. Người thắng cuộc sẽ được ông ấy đứng ra làm đại diện, quản lý, đầu tư và phát triển. Nếu anh nói như vậy thì hôm nay Quân đã mất cơ hội rồi còn gì. Anh cũng không biết, nhưng ông ấy vốn rất kỳ vọng về nó. Chẳng lẽ việc mình hát xì hơi làm cho Quân phân tâm? Mình nghĩ cái gì thế nhỉ? Đừng làm anh sốc nữa được không? Chắc tại vừa nãy em thấy hình như hai đôi dép chúng nó hôn nhau. Dương này, làm ơn để cho anh một phản ứng bình thường nhé. Anh không biết là mấy người gái già như em thường hay sáng nắng, chiều mưa, chứ áp thấp nhiệt đới à? Quân. Nói chuyện xong rồi à? Vâng, xong rồi. Về thôi em. Thank you.
Con nghe ạ. Con nhớ những gì đã hứa đấy. Con biết rồi. Thế mẹ không vờ an ủi con được một câu à? Sao lại phải an ủi? Mẹ đang uống rượu mừng đây này. Về ngay đấy. Vâng ạ. Đừng để mẹ phải cho người gô cổ con về. Hàng không Việt Nam xin thông báo, xin mời quý khách đi chuyến bay VN229 có phiếu lên máy bay màu xanh lá cây đến cửa số 5 để ra máy bay. Xin cảm ơn. Em ngủ quên à? Ừ. Nhìn em ngủ cứ như chưa bao giờ được ngủ. Này. Ừ? Hình như cốc nước đấy là của anh mà. Dạ. Nhất định là phải làm người ta xấu hổ thế à? À này, lúc nãy em có điện thoại đấy. Chết em rồi. Sao thế? Hôm nay là thứ mấy hả anh? Có chuyện gì? Chết em rồi. Chết rồi. Làm sao bây giờ? Về máy bay của em quá ngày mất rồi. Đưa anh xem nào. Thôi còn xem xét gì nữa. Tỏi luôn cái vé rồi. Anh sẽ có cách. Anh đền cho em nhé. Hả? Sao anh phải đền? Vì lỗi của anh. Tại anh làm cho em quên. Tốt thôi, thế thì anh đi mà đền. Đợi anh tí nhé. Ừ. Mình đúng là đồ háo sắc. Chết mất thôi. Xong hết rồi. Tối nay mình sẽ khởi hành về Hà Nội. Được chưa? Thế à? Hay là còn muốn ở lại đây nữa? Ước gì thời gian cứ như thế này mãi thì thích nhở.
cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, dù hàm răng không còn cái nào, ta sẽ cùng hôn nhau. Này, có cần phấn khích thế không? Em pha cà phê, phấn khích gì đâu? Không phấn khích, mà cô ngân nga ca hát tối ngày, thỉnh thoảng lại ngẩn người ra như con dở hơi. Suốt ngày cầm điện thoại thì thào như buôn bạc giả. Anh đừng có mà suy diễn lung tung. Ai suy diễn làm gì? Anh hỏi thẳng cô nhé. Ừ. Thế thằng Định nó làm cái trò gì mà cô suốt ngày như là ngồi trên mây ấy? Mây đâu mà mây. Nhớ ăn sáng no và đi cầu thang cẩn thận nhé. Sao không trả lời? Hay ngất xỉu vì đói rồi? Chưa về phòng à? Chưa. Quay lại mà đất mau. Tâm thần phân liệt hả? Định đứng đây để làm thơ à? Thơ thần gì đâu. Em... Em cái gì? Đi viết bài cho tôi. Luôn vào ngay. Đây, không phải bảo. Nẫu. Hử? Cà phê. Cháu nghe đây ạ. Thế nào rồi? Cái gì thế nào ạ? Thì anh em hàng xóm vẫn quý mến nhau đấy chứ. Hả? Hai đứa trông đẹp đôi đấy. Bác đừng nói thế. Bọn cháu có gì đâu mà. Ôi trời ơi, cứ tưởng bác chưa trải qua cái tuổi đôi mươi của mày đấy hả? Bác ơi, cháu băm đến nơi rồi. Hăm hay là băm thì cũng thế cả thôi. Thằng Định nó được đấy, bác rất ưng. Mà bác thấy mày nhìn nó mắt cũng lấp lánh lắm rồi. Này, cuối tuần này hai đứa đưa nhau đến nhà bác ăn cơm trưa nhá. Nhưng... Bác đã báo với bác Tâm rồi đấy, đừng có lỡ hẹn đấy. Bác ơi... Về ăn dưa chuột, hừ hà hừ hà hừ hà, còn yêu nhau thì về ăn dưa chuột, hừ hà hừ hà hừ hà hừ. Mẹ rồi ạ. Ngậm miệng lại. Duyên chưa mẹ, sao mẹ lại thế? Mẹ lên thăm con không được hay sao? Con mời mẹ vào nhà. Con gái con đứa, đã bảo bao nhiêu lần rồi, cứ để nhà cửa bừa bộn như thế này. Đã có người yêu rồi, nó đến thì làm sao? Mẹ, làm sao thế? Đói à? Tự dưng mày lại xuất hiện thế này là làm sao? Tự nhiên bố con kể chuyện. Tối hôm qua mơ thấy con lấy chồng. Mẹ nhớ con quá. Đấy, sinh con gái ra, gả chồng cho con, coi như là mất. Ừ, thế thì con khỏi lấy chồng. Ở vậy với mẹ suốt đời luôn nhá. Không được. Thà mẹ mất con còn hơn. Mà mất rồi thì mới quý. Chứ còn đấy á, cứ như ôm quả bom hạt nhân ý. À, mà chuyện là thế nào hả con? Mẹ nghe bác Tâm kể hết rồi, còn hỏi con làm gì nữa. Mẹ muốn nghe lại lần nữa. Chính từ người trong cuộc nói ra, mẹ mới thấy đã. Mẹ nghe bác Tâm bảo, nghe đâu nó là hàng xóm của con. Nó là thằng nào nhỉ?
mẹ đã gặp nó bao giờ chưa? Con gặp còn khó, huống chi là mẹ. Vừa nãy mẹ đến, thấy cô nào tóc dài xinh lắm, ở nhà bên cạnh ý. Hay là em gái cậu ta nhỉ? Cô nào xinh đẹp nhỉ? Sao con không biết? Tập trung chuyện chính đi. Mà sao chưa gặp cậu ta mà mẹ đã thấy ưng là làm sao nhỉ? Ai chừa vợ mà mẹ chả ưng. Nên anh bổn bảo vệ mà mẹ còn vừa mắt nữa là... Này, có cái kiểu đâu con gái cãi mẹ cứ như chém trả ấy nhỉ? Có sinh con rồi mới hiểu lòng cha mẹ con ạ. Hôm nay mẹ lên đây rồi, hay là con cho mẹ gặp mặt nó luôn đi, để mẹ xem mặt mũi nó ra làm sao. Có phải người tử tế hay là... Thôi, mẹ đừng có sốt xình xịch lên như thế, chết con. Hay là cô thấy xấu hổ vì bố mẹ cô là người tỉnh lẻ nên cô... Mẹ, không phải thế. Nhưng mẹ nghĩ mà xem, đã có gì rõ ràng đâu. Mình làm thế chẳng phải vô vập quá à? Thế nên thôi, mẹ cứ về đi. Bây giờ có gặp nhau thì cũng khó xử mà. Mẹ, cứ để con tìm hiểu dần dần nhá. Với lại, chắc gì anh ấy đã tốt thật đâu. Bây giờ con gần 30 tuổi rồi, có còn trẻ trung gì nữa đâu mà làm cao với chả làm kiêu. Bố mẹ có sốt sắng một tí cũng là chuyện bình thường. Nếu người ta là người đàng hoàng, chả có gì mà ngại. Với lại, dù chẳng có gì, bố mẹ cũng nên có trách nhiệm tìm hiểu xem hàng xóm của con mình là ai chứ. Bà nhé. Rõ ràng nhá. Hôm nay tao bắt gặp trai trên gái dưới nhá. Minh, lùi ra. Minh, ra kia. Này, chị làm gì? Làm gì à? Ôi chị ơi, bà làm gì à? Mày, con này, mày chết đi bà. Em ơi, dám đi với chồng bà. Ôi chị ơi, lùi ra đi. Bà này, con này, lùi ra. Lùi ra. Chết đi. Lùi ra. Bỏ ra. Ê, dừng tay lại, dừng tay lại. Ui giời ơi, bao nhiêu người ở đây mà không can người ta. Mày chết bà mày. Làm cái gì đấy hả? Này nhá, tôi báo công an rồi đấy nhá. Chuyện này buông ra, đi ra ngoài kia. Điều của nhà ông hả? Buông ra, đi ra ngoài. Em ơi, tha cho người ta. Lùi ra. Này, có gì về nhà đóng cửa bảo nhau. Nó lẳng lơ cướp chồng tôi nhá. Bà có biết không? Lẳng lơ này. Như thế này, đánh đầu ngoài đường làm cái gì? Ra, chết đi. Ôi, mày chết đi. Mày nhìn đi. Mày nhìn cho kỹ mặt bà mày hôm nay nhá. Tao sẽ đánh cho dập mặt mày ra, để không ai nhận ra mày nữa. Ôi, dừng tay, chết chị là gì thế này? Các người ghệ đông ức hiếp người ta như thế à? Con Danh, mày... Nếu có chuyện thì cũng là lỗi của chồng chị. Hiền này, chị đừng có mà hành động vô lý như thế. Cùng là phụ nữ với nhau, sao lại đánh người ta ra nông nỗi thế này? Công an đến, công an đến. Công an đến. Cảnh công an ơi. Cảnh công an ơi. Ở đây à. Cảnh công an ơi. Bao nhiêu người đứng đây không ai can. Cô Nguyệt, cô sao không? Buông ra. Mỗi người số phận, hoàn cảnh, bả nói thế không được. Thế bây giờ phải ra đình nữa, ông không nghĩ nào. Thôi đi về đi. Đánh chơi cả máu mồm kìa. Tội nghiệp quá nhỉ. Tội cái gì? Đáng ăn đòn. Nói chung là đánh người ta. Chó chết. Chó chết. Ai đây? Em Dương ạ. Về đi, tôi không cần các người. Chị có sao không? Tôi đã bảo không sao. Về đi. Tôi đã bảo là đi về đi cơ mà. Tôi đã bảo là đi về đi. Dạ. Chuyện gì? Bổn mang cái này cho chị Nguyệt.
Chị cẩn thận không nhiễm trùng đấy. Anh nhìn đi, tôi có bị dây xước gì đâu mà nhiễm trùng. Anh mang về đi. Thôi chị không dùng thì bổn mang về vậy. Khoan đã. Dạ. Anh ở lại giúp tôi một tí. Em mời chị ạ. Cảm ơn. Dạ không có gì ạ. Chị tìm tôi có việc gì? Tôi nghĩ giữa hai chúng ta chắc chẳng có việc gì phải khách sáo nhỉ. Vậy chị nói nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian. Chắc cậu đã biết bố cậu đang có ý định đưa cậu về tiếp quản công việc của công ty rồi chứ. Tôi biết rồi. Nhưng chị yên tâm, tôi sẽ không bao giờ quay về đâu. Nhưng cậu biết đấy, ông ta vẫn cố tình đưa cậu về thì sao? Tôi không ngờ việc đó lại làm chị bận tâm nhiều đến thế. Nhưng chị cứ kê cao gối mà ngủ ngon. Tôi không phải là mối đe dọa của chị đâu. Tôi cũng hy vọng như vậy. Tôi cũng chỉ muốn nói trước để cậu chuẩn bị tinh thần thôi. Còn nếu đã nói không về, sau này đừng còn nói hai lời đấy. Còn nếu cậu muốn trở về, có tôi ở đó. Cỗ bàn ăn không ngon đâu. Cỗ ở đó tôi không thiết. Chị cố mà nuốt cho hết. Đừng bao giờ làm phiền tôi vì những chuyện vớ vẩn này nữa. Còn việc nữa đấy, tránh xa thằng Quân ra. Còn nếu như cậu vẫn dụ dỗ nó, tôi sẽ không để yên cho cậu đâu. Im nào. Đợi anh có lâu không? Em đang nấu mì đấy. Anh cùng ăn luôn nhá. Ừ. Của anh đây. Sao em biết là anh đói? Vì em đoán anh cũng giống em. Ơ kìa, sao bảo em đói? Ăn đi chứ. Đồ ngốc. Còn lâu. Trẻ con lắm.
Dương này. Ừ. Dù thế nào em cũng phải luôn vui vẻ như bây giờ nhé. Nghe như kiểu anh sắp đi đâu xa ấy. Hay anh có chuyện gì à? Không. Anh luôn muốn em được hạnh phúc thôi. Này, định dụ dỗ gì anh đấy hả? Thèm vào. Nâng cao nền tầng này lên, tập trung công nhân vào, đẩy nhanh tiến độ lên cho tôi nhé. Dạ vâng ạ. Dạ vâng. Dạ đây, chỗ này đúng không anh? Đúng rồi, tầng này. Dạ. Vâng vâng. Cả phần này nữa. Dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ. Tập trung mấu chốt ở phần quan trọng này, tất cả làm việc đi, có gì báo cáo tôi nhé. Vâng vâng. Vâng, em biết rồi. Anh cứ yên tâm. Làm việc tiếp đi nhé. Dạ. Dạ vâng ạ. Anh Định, ngoài kia có người tìm anh ạ. Alo, tôi đã nói với ông rồi, tôi không còn gì để nói với ông nữa cả. Ông bảo tất cả đệ của ông biến đi. Cho mời anh về. Để làm gì? Tôi làm thế này là vì nhiệm vụ. Mong anh giúp tôi. Quân đâu? Tốt nhất là nó không nên chứng kiến cuộc gặp gỡ này. Thấy chú Định không? Thấy. Thấy cô Đan không? Đan á? Ừ. Đan. Này. Tỉnh lại chưa? Tưởng chú Định đưa đi gặp cô Đan rồi chứ. Đan. Ừ. Này, cô gái ấy có phải là mối mà cậu từng nói với tôi không? Ừ, đồ ngốc này. Sao cứ hỏi những chuyện đã biết rõ câu trả lời như thế để làm gì? Em mời anh chị ạ. Này, ăn đi. Về có sức mà lột da chú của đây chứ. Có mà, tôi lột da cậu trước. Đấy, khí thế chiến đấu như thế mới được chứ. Cái mặt vừa nãy trông ngu bỏ sử. Này, này. Hả? Ăn đi. Ê, này 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 này. Sao đến giờ đổ rác trả đổ lại vứt lung tung ra đây? Tôi có vứt rác ở nhà anh đâu. Liên quan gì đến anh?
Thế nhưng mà phải giữ vệ sinh chung chứ. À, vệ sinh chung hả? Anh đi mà lo này. Nhảy bén về nhá. Ừ. Về nhá. Chính chuyên gớm nhỉ. Cứ phải cặp với hai ba anh cùng một lúc thì mới đáng mặt anh Tài. Này, tôi có cặp với người của chị đâu mà sao chị phải bức xúc thế? Hay là Châu buộc nên ghét Châu ăn? Cô ấy có cặp với cả tỷ người nhưng vẫn không có tôi đúng không? Tôi không hiểu anh ngu dốt bẩm sinh hay là đầu óc anh có vấn đề nữa. Thôi, đừng có đứng đó mà mơ mộng nữa. Không bao giờ nó cặp với anh đâu. Trắng mắt ra. Trắng mắt ra là thế nào nhỉ? Đợt này anh ở ngoài này luôn à? Ừ. Khi nào cần anh mới vào. Mấy lần em qua em thấy anh có chị hàng xóm dễ thương quá. Em gặp cô ấy rồi à? Ừ. Nhưng mà em chưa nói chuyện lần nào. Mà lần nào gặp em cũng thấy chị ấy đang hát. Cô ấy tên là Dương. Vui tính lắm. Hình như anh đối với chị ấy không bình thường cho lắm. Mà dạo gần đây em thấy anh hay cười hơn đấy nhá. Ừ, lại đoán mò rồi. Như vậy cũng tốt mà. À, một lát nữa anh chờ em ra sông để em thả chỗ cho này cho mát mẻ anh nhá. Ừ. Anh biết sáng nay em ra nghĩa trang em gặp ai không? Là bố anh. Ông ấy đang muốn anh trở về đúng không? Anh chưa bao giờ có ý định trở về đó. Anh Định, hôm nay chị ấy có biết anh đi với em không? Sao lại hỏi anh như vậy? Em nghĩ nếu như anh yêu ai đó thì anh phải dần để cho người ta biết về bản thân mình. Anh đừng giấu trong lòng. Như thế em sẽ cảm thấy đỡ nặng nề hơn. Mà lần đầu tiên vào ngày này em thấy anh không sai. Em nghĩ anh dần bước qua được mọi thứ rồi đấy. Ơ, chú à? Duyên à?
cho anh tị nạn ở đây tí. Vào đi. Tối nay tỉnh cũ rủ đi uống rượu, làm có mấy ly vang thôi mà phê quá. Cho anh tọa ở đây, bao giờ hả hơi rượu thì anh về nhá. Trốn chồng à? Thỉnh thoảng có đi dâm tí mẻ thì mới đỡ chán nhau chứ. Chú thì sao? Nhìn cái mặt kìa, có chuyện gì à? Cũng không hẳn. Không hẳn cũng không hoàn toàn là không. Nói mau, đến còn tư vấn cho. Hay lão định lại có vụ gì à? Nói chung đôi lúc anh cảm thấy không hiểu nổi Định. Cảm giác như cuộc sống của anh ấy có quá nhiều bí mật. Hiểu rồi. Nghĩa là chú muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi, sợ người ta cho là tò mò tọc mạch chứ gì. Tóm lại cứ phải tìm hiểu, nhiều khi hỏi thẳng cũng tốt. Hay là có sự xuất hiện của em nào? Hôm nay thấy anh ấy chở một cô. Trông thế nào? Nhìn không rõ. Không rõ thì phải làm cho rõ chứ. Phải truy ra xem tổ tông nhà nó ở đâu chứ. Chú ý, phải hiểu đàn ông tử tế bây giờ quý như vàng ròng ấy. Xảy ra một cái bọn nó buộc ngay. Thật ra anh biết cục vàng ròng này cũng không hay ngó ngang ngó dọc gì đâu. Ôi dồi ôi, đàn ông ấy không tin được thằng nào hết. Chú thật là... Vấn đề là không phải là anh không tin anh ấy, mà anh nghĩ là anh ấy chưa đủ tin anh để có thể nói cho anh nghe hết tất cả. Chú dại tỉnh lắm. Dại cũng được, thế cho nó dễ sống. Nhưng dù thế nào thì cũng phải làm cho ra ngô ra khoai. Cứ lờ đờ nước hến là chú mệt đầu đấy. Biết rồi, khổ lắm nói mãi. Thôi, anh về đây. Về à? Về chứ. Để lát nữa, lão sơ mi đen của chú về, tha hồ mà hỏi tội. Anh về nhá. Thôi vào đi. Bye bye. Tay vệ sĩ của ông làm việc có hiệu quả đấy. Đến một phút tự do của tôi cũng không có được. Nếu muốn tự do, có thể thương lượng. Ông biến đi, đừng làm phiền tôi nữa. Ăn nói như thằng mất dạy. Tôi không có bố thì mất dạy cũng là chuyện bình thường. Đứng lại. Thank you.
Anh mệt quá. Vậy anh về nhà nghỉ đi. Đi sang nhà ngủ với anh nhé. Anh say rồi à? Đúng là anh say thật rồi. Anh đi về nhà nghỉ đi. Thôi, anh đi về đây. Không phá em nữa.